chuyến xe buýt số 45 này luôn có một người phụ nữ bất thường canh trực trên nó. Khi bà ta thấy cô gái xinh đẹp nào lên xe thì bà ta sẽ hỏi bạn có đi tuyến xe buýt này thường xuyên không. Nếu bạn trả lời có thì bà ta sẽ ghé vào tai, sát lại vào môi. Có người đàn ông nào muốn sờ mó cháu, muốn xâm hại cháu không? Cô gái đó liền nghĩ bà này bị điên và vội vã đi xuống. Liệu chuyến xe 45 này có ẩn chứa điều gì mà bà ta lại luôn nhắm vào các cô gái trẻ và hỏi những câu hỏi xà lơ như thế? Cô gái này đang ở một cương vị mới, một đẳng cấp mới. Vì bằng cách nào đó mà cô ta biết mình sắp thăng thiên về cõi vĩnh hằng rồi. Chiếc xe buýt cô ấy đang đi sẽ tránh một shipper vào lúc 1 giờ 42 phút, sau đó đâm trúng chiếc xe chở xăng. Rồi toàn bộ người ngồi trên chuyến xe buýt 45 này đều sẽ tử vong vào đúng 1 giờ 45 phút. Vụ nổ lớn đã xảy ra thời gian ngay sau sự cố đó liền được thiết lập lại. Mọi người đều sẽ quay lại trước vụ nổ. Ký ức của hành khách trên chuyến xe cũng sẽ bị xóa sạch như chưa hề có cuộc chia ly. Chỉ duy nhất Thi Tình thì cô vẫn giữ được đoạn ký ức đáng sợ đó. Sau 3 lần liên tục ngỏm mà không làm được gì cho đời, thì Thi Tình cũng không muốn lực bất đồng tâm mà chờ đợi điều đáng sợ đó diễn ra nữa. Giờ cô phải đứng lên khởi nghĩa để tìm quyền sống cho bản thân. Lúc này xe buýt còn 3 phút nữa phát nổ. Phản ứng đầu tiên của cô là muốn xuống xe ngay lập tức. Ai có mà dè, quy định của xe buýt là cấm bất cứ hành khách nào xuống xe khi chưa đến điểm dừng, trừ trường hợp khẩn cấp. Thi Tình nói chuyện xảy ra với mình cho hành khách trên xe, nhưng chỉ có mà xem review phim 180 phút thì mới tin được lời qua loa linh tinh từ miệng cô. Thi Tình chỉ còn cách ra sức đập cửa, hành khách nam liền khống chế cô lại lần thứ tư. Lại một phi vụ tự cứu sống chính mình thất bại khi xe buýt phát nổ. Vòng lặp thứ 5 bắt đầu, mỗi một giây lúc này vô cùng quan trọng đối với cô. Thi Tình nhận ra xuống xe cứu chính mình là điều không thể. Lần này cô thay đổi chiến lược, vận dụng 100% bộ não nói dối mình bị bệnh tim, yêu cầu bác tài đưa mình đến bệnh viện, mà bệnh viện gần nhất thì nó ở gần điểm dừng, muốn xuống thì cũng phải chờ đến lúc đó. Thi Tình nghe xong cũng chỉ biết lực bất đồng tâm, đôi mắt ngấn lệ rồi rơi vào trầm tư. Và lúc này một anh chàng nhìn rất là tri thức đứng ra nói, lỡ may phía trước tắc đường thì phải làm sao? Sau đó đề nghị cho bọn họ xuống xe đi bệnh viện. Thi Tình như tìm được tia hy vọng le lói trong màn đêm hiu quạnh, nhưng ai dè lúc này lại có một bà thím tốt bụng xuất hiện vào lúc này cơ chứ. Bà ấy có mang theo thuốc trợ tim và đi tới ứng cứu Thi Tình. Vì thế mà giờ không cần phải vội đến bệnh viện nữa. Thi Tình nhìn viên thuốc trong tay bà thím mà chán cái đường đau đầy ải nhân gian này. Lần này cô lại phai nữa rồi. Cô vô cùng suy sụp khi bản thiết kế vĩ đại lại lần nữa đổ bể. Cô chỉ đành ngậm ngùi trơ mắt nhìn mình chết thảm thêm lần nữa. Vòng lặp thứ 6 lại bắt đầu, cô lờ đờ tỉnh dậy, vô cùng tuyệt vọng vì sau mỗi vụ nổ, cô đều cảm nhận được cảm giác đau đớn, nhưng cô không nghĩ ra được cách ngăn chặn việc này lại. Thiên thời địa lợi nhân hòa vô tình, chàng trai bên cạnh không cẩn thận đụng phải ngực cô. Anh ta vội giải thích, thành thật xin lỗi, tôi thấy cô chảy mồ hôi, cô có cần lau không? Nhìn chàng trai khờ khạo, hiền từ trước mặt, Thi Tình nảy ra suy nghĩ, có lẽ lần này sẽ được. Ôi bớ làng nước ơi, có biến thái, mọi người nhìn tay anh ta làm cái gì này? Thi Tình hiểu rõ Hạc Vân không phải cố ý nhưng vẫn lớn tiếng hô hoán nói, Hạc Vân là tên biến thái nhân lúc tôi ngủ đã sàm sỡ tôi. Hạc Vân good boy thư sinh nho nhã vẫn chưa biết cái méo gì thì bị vu oan giá họa. Thi Tình yêu cầu bác tài lái xe đến đồn cảnh sát ngay và luôn. Nhưng hành khách trên xe lại nói trạm tiếp theo có đồn cảnh sát và yêu cầu không được dừng. Thi Tình vô cùng suy sụp, cảm thấy cái khỉ chó gì trạm tiếp theo cũng có. Cô vẫn không từ bỏ, cô tỏ vẻ vô cùng ấm ức. Mà ai lại nỡ từ chối lời thỉnh cầu của một bông hoa xinh đẹp cơ chứ? Mọi người đồng ý cho cô xuống xe. Cứ như vậy Thi Tình thoát khỏi chuyến xe kinh khủng này. Lúc xuống xe cô lại cảm thấy bứt rứt trong lòng, cảm nghĩ có thể cứu thêm một người. Nên quay lại xe nói rằng có ai xuống xe làm chứng cho tôi không? Mọi người tỏ vẻ thờ ơ, họ không muốn lo chuyện bao đồng. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người mỗi cuộc sống. Thế là người cô cứu được chỉ có Hạc Vân. Thi Tình nói dối sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát, thế là tóm anh xuống. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cô đã sống sót nhưng không hề biết mọi chuyện độc lạ bình thường giờ chỉ mới bắt đầu. Hạc Vân ngơ ngác vẫn chưa hiểu cái quái gì, cảm thấy không biết hôm nay bước ra cửa đi chân trái hay chân phải. Nhưng cậu đâu biết rằng chính cô gái vu oan cho anh lại là ân nhân cứu mạng. Anh tức giận hét lên, cô bị điên à? Để không đến muộn chỗ làm việc, Hạc Vân gọi xe taxi để đi. Thi Tình lom dom bước trên đường. Vào lúc cô tưởng mọi việc đã chấm dứt thì xa xa đằng kia vụ nổ lần nữa xảy ra. Thi Tình sợ hãi đứng cứng đơ một chỗ. Lúc này chiếc xe máy từ phía sau vô tình đụng trúng cô. Đầu của Thi Tình đập mạnh xuống đất. Cô ngất đi và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu. Còn tình hình của xe buýt càng thêm tồi tệ. Hạc Vân đã xuống xe vẫn không thể thoát kiếp nạn thứ 82 này. Chiếc xe taxi anh ngồi đi phía sau xe buýt mà nó lại nằm trong phạm vi của vụ nổ. Các lính cứu hỏa nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện Hạc Vân cháy đen đang thoi thóp. Trùng hợp là hai người lướt qua nhau. Vận mệnh dường như trói hai người xa lạ này lại với nhau. Không lâu sau đó cảnh sát điều tra và phát hiện điểm đáng ngờ. Camera dọc con đường xe buýt đi qua có quay lại cảnh hai người xuống xe khi chưa đến điểm dừng. Sau đó xe buýt phát nổ, bọn họ đương nhiên bị liệt vào danh sách tình nghi vì quá ư là đáng ngờ. Lúc này một người đàn ông bước đến tự giới thiệu, tôi là phó đội trưởng đội hình sự cục cảnh sát thành phố Trương Thành. Thi Tình nói hết mọi chuyện xảy ra cho Trương Thành, nhưng chuyện ảo ma Canada này thì chỉ có Weibo mới tin. Lúc này hung tin truyền tới Hạc Vân bị xem là kẻ tình nghi, nhưng cậu giờ thì nằm thoi thóp. Bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu nhưng cậu ấy vẫn không trụ được mà rời khỏi trần thế. Cứ tưởng anh sẽ ngỏm vào ngay phút đó nhưng ngay sau đó Hạc Vân lại quay về xe buýt.
anh thầm nghĩ cớ sao mình lại ở đây. Queo cơm Hạc Vân đã tham gia vào Bình Nguyên Vô Tận, bộ môn giả lập sinh tồn trên chuyến xe bus số 45, vòng lặp thứ 7 chính thức bắt đầu. Lúc đầu anh Vân còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ này lại quá tà ma ngoại đạo. Khi anh bình tĩnh lại, ký ức trong đầu cũng bắt đầu rõ ràng. Anh phát hiện cô gái ngồi bên cạnh có cảm giác quen thuộc. Thế là dò hỏi, chúng ta đã từng quen nhau chưa? Khi nghe câu hỏi, Thi Tình không trả lời ngay mà suy nghĩ giây lát, nói một câu rất kỳ lạ là cũng đi vào rồi. Hạc Vân ngạc nhiên hỏi lại, vào đâu? Thì đó là bọn họ đã đi vào vòng lặp. Thi Tình phấn khích giải thích cho Hạc Vân nghe, cô đã trải qua 7 vòng lặp, chỉ cần tử vong trong vụ nổ, bọn họ sẽ quay lại mấy phút trước khi vụ nổ xảy ra cho đến hiện tại. Giờ đây chỉ có hai bọn họ có thể giữ được ký ức trước đó. Thư sinh nho nhã Hạc Vân thì vẫn rất hoài nghi nhân sinh, sao lại có thể tin những lời hoang đường này. Ngay chính lúc này anh nhớ lại ký ức lần trước đó, anh nhớ ra hết mọi chuyện. Anh nhận ra đó không hề giống giấc mơ mà là xảy ra thật. Phản ứng đầu tiên của anh là yêu cầu bác tài dừng xe. Nhưng nếu mà đơn giản như vậy thì phim đã kết rồi. Nhưng dù đến bến, bác tài vẫn không thể dừng xe. Hạc Vân có cầu xin khẩn cầu thế nào bác tài cũng không đồng ý. Chuyến xe buýt ma giáo lúc này đã đi đến ngã tư, 30 giây nữa vụ nổ sẽ xảy ra. Hạc Vân đập cửa điên cuồng, dùng vũ lực để mở cửa, thấy không mở được. Anh đi lên giành lấy vô lăng, hành khách thấy vậy liền khóa chặt anh xuống nền. Còn Thi Tình lúc này đã chuẩn bị tinh thần để chết. Sống trong cảnh khổ, cô cũng dần quen cái khổ này rồi. Hạc Vân bất lực hét lớn, thả tôi ra, bớ làng nước ơi, sắp phát nổ rồi. Một hành khách đáp lại, cậu sắp phát nổ à? Vậy nổ phát tôi xem nào. Cứ thế dứt lời thì vòng lặp lần nữa bắt đầu. Hạc Vân không muốn nghe Thi Tình làm nhảm, lập tức đứng dậy bắt đầu hành động. Anh bấm nút khẩn cấp để mở cửa xe, nhưng Thi Tình đã từng thử qua. Thầm nghĩ đã, bản thân đã tàn tạ rồi mà đồng đội còn phế nhân hơn. Hạc Vân không từ bỏ, anh đi tìm lối thoát. Anh ngồi bên cửa sổ thử mở cửa nhảy xuống nhưng cửa bị khóa chặt. Anh nhìn búa cứu sinh, chắc chỉ còn cách này. Hạc Vân lén lút đến trước cửa sổ, nhân lúc người khác không chú ý liền lấy xuống. Nhưng không ngờ tiếng báo động vang lên, hành khách trở nên mất quyền kiểm soát. Hạc Vân không kịp giải thích, đập mạnh lên cửa kính nhưng anh vẫn chưa nhảy xuống, thì hành khách lại lần nữa khống chế anh. Lúc này xe buýt cũng đến ngã tư. Thi Tình nói với anh, cho dù xuống xe cũng không kịp, bây giờ cũng chỉ còn con đường nhân gian đầy ải thương đau, và hãy chờ vào vòng lặp tiếp theo. Hãy nghe cô giải thích quy luật của vòng lặp rồi hãy hành động. Khi vụ nổ kết thúc, vòng lặp thứ 9 bắt đầu, hai người lúc này cũng bắt đầu nghiên cứu quy luật của vòng lặp. Trước kia Thi Tình có một lần xuống xe thành công nhưng sau đó lại quay về nơi này. Cho dù xuống xe cũng vô ích, hoặc là hướng hành động của bọn họ không đúng. Thi Tình suy đoán nếu muốn thoát khỏi vòng lặp có lẽ không cần xuống xe. Cô đã làm rõ nguyên nhân phát nổ của xe buýt, mỗi khi đi đến đèn đỏ ngã tư bác tài sẽ gặp phải shipper vượt đèn đỏ, sau đó đâm phải chiếc xe chở xăng rồi phát nổ. Mọi người nổ tan tành hoa lá hẹ thì bắt đầu vòng lặp mới. Giả sử bác tài tránh được tai nạn vậy vụ nổ sẽ không xảy ra. Hai người hợp tác sau đó bắt đầu kế hoạch của họ. Thi Tình lại giả vờ bệnh tim tái phát tạo ra tình hình khẩn cấp, bảo bác tài lái chậm, như vậy có thể không dừng đèn xanh, đèn đỏ và cũng không va chạm với xe chở xăng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Bà thím bên cạnh ấy thấy nào mà lại mang theo thuốc trợ tim. Bác tài dường như cũng có việc gấp, không thấy ông ta giảm tốc chút nào. Hạc Vân bỗng nảy ra suy nghĩ, chúng ta chỉ cần nhắc bác tài chú ý xe cộ, không phải có thể tránh tai nạn rồi sao? Thế là dặn dò bác tài chú ý xe cộ. Lúc này shipper bị rớt đồ ăn, xe chở xăng cũng đang lao nhanh về phía trước. Xem ra vòng lặp được giải quyết, hai người trở thành anh hùng vô danh. Bọn họ đắm chìm trong niềm vui, vui vì họ sống sót và cứu sống được những người khác. Nhưng việc giải cứu nó không đơn giản như con bò rụng cọng lông, như cây me rụng lá như họ nghĩ. Đây chỉ là cửa ải đầu tiên mà thôi, bọn họ lập tức bị kéo về hiện thực. Vòng lặp thứ 10 bắt đầu. Lần này Thi Tình nhận ra trên xe buýt dường như có thuốc nổ. Hai lần trước cô cũng nghe thấy tiếng nhạc này, mà tiếng nhạc này chắc là bom hẹn giờ. Hai người vô cùng tuyệt vọng, có lẽ xuống xe là cách duy nhất. Bọn họ tiếp tục dùng cách biến thái để Hạc Vân đóng giả tên biến thái. Vì lần trước bọn họ đã thành công. Quả nhiên cũng như lần trước bác tài đã thả họ xuống xe. Thi Tình liền lập tức báo cảnh sát. Sau khi cung cấp thông tin, cảnh sát lập tức hành động. Sau đó bọn họ đứng trên cầu quan sát, nhưng đáng tiếc là thời gian quá gấp gáp, cảnh sát vẫn chưa đến thì sự cố đã xảy ra. Để không bị nghi ngờ, bọn họ tắt điện thoại đi. Cảnh sát cũng nhanh chóng liệt bọn họ vào danh sách tình nghi. Bọn họ bắt đầu sắp xếp từng sự việc, liệt kê ra thời gian chi tiết của 10 vòng lặp trước, bất ngờ phát hiện nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tất cả đều là do bọn họ làm ảnh hưởng tốc độ của xe buýt. Chỉ cần bác tài lái xe bình thường sẽ không gặp phải tai nạn. Vào lúc 1:42, nhưng khi xe lên cầu vẫn xảy ra vụ nổ, thời gian phát nổ là 1:45. Trước mỗi vụ nổ đều có tiếng nhạc vang lên. Với lại bọn họ phát hiện mỗi lần bắt đầu vòng lặp mới, thời gian tỉnh lại cũng sớm hơn lần trước 1 phút, nhưng rốt cuộc điều này có nghĩa là gì? Lần này hai người đều sống, có vẻ vòng lặp đã kết thúc. Hạc Vân làm lập trình game, anh nói không hề đơn giản như vậy. Theo quy cách của trò chơi vòng lặp mà họ vướng phải thì dường như người trong cuộc buộc phải ngăn cản vụ nổ, sau đó cứu toàn bộ người trên xe, như vậy mới qua được cửa ải. Nhưng còn xảy ra vòng lặp nữa hay không? Người bị cuốn vào đây còn bao nhiêu mạng thì bọn họ không hề biết. Còn vấn đề trước mắt là nếu đến cục cảnh sát chuyện này phải giải thích thế nào? Bản thân báo cảnh sát nói có thuốc nổ, nhưng xe buýt lần này va chạm phải che chở xăng nên mới phát nổ. Nhưng Hạc Vân vẫn cho rằng dù gì cũng có phải chúng ta làm đâu. Người tốt tự rửa tội, nhưng cảnh sát dễ gì mà tha cho họ cơ chứ. Họ nhanh chóng tìm được bọn họ, bắt họ về quy án rồi sau đó là thẩm vấn.
hai người đều thành thật nói ra chuyện vòng lặp và nói trên xe có thuốc nổ. Cảnh sát chẳng thèm tin lời họ nói. Chỉ có Trương Thành dường như bản tánh đa nghi nên có phần tin lời họ. Vì anh phát hiện Thi Tình không những miêu tả ngọn ngành sự cố mà còn biết mình họ Trương. Sao cô biết tôi họ Trương? Chú nhất định sẽ không nhớ vì chúng ta từng gặp trong vòng lặp. Cô nói cái gì vòng lặp? Lúc này cảnh sát phát hiện có thuốc nổ trên xe buýt. Còn kẻ tình nghi là hai bọn họ, hai người bị buộc tội phải ở lại đồn cảnh sát. Chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc rồi sao? Bọn họ một ngày chết 10 lần bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều về nhân sinh này. Hai người mệt mỏi trần đời quá mà ngủ thiếp đi, nhưng không hề biết ngủ cũng là chìa khóa mở ra vòng lặp. Sau 10 vòng lặp cuối cùng biết được thuốc nổ ở trên xe, Thi Tình lập tức thông báo chuyện này khi vụ nổ kết thúc. Vòng lặp thứ 11 bắt đầu. Bọn họ nhận ra đây không phải bom, hẹn giờ khi hung thủ nếu phát hiện bị bại lộ sẽ lập tức kích nổ. Còn người này nhất định ở đây thì hai người nói chuyện cẩn thận hơn, phân tích kỹ lưỡng. Giả sử hung thủ đem thuốc nổ lên xe vậy nhất định có mang thứ gì đó để giấu thuốc nổ. Bọn họ phân tích kỹ càng, đầu tiên là loại trừ bà thím tốt bụng, vì trong túi bà ấy toàn là thuốc. Một ông già có tình nghi lớn, ông ta đem theo một cái túi lớn. Còn có bà cô ngồi phía trước dưới chân có một cái túi đỏ. Mặc dù không nhìn rõ bên trong có gì nhưng lấy túi bóng đựng thuốc nổ thì không hợp lý, chắc không phải bà ta. Ở trong xe buýt có một chàng trai đeo cặp trông rất đáng nghi. Nhưng khi Hạc Vân quay đầu nhìn thì phát hiện người này không có trên xe. 10 lần trước hồi quy đều có anh ta. Nhớ kỹ lại phát hiện người này không hề đơn giản. Ở trên xe còn đeo khẩu trang và lén la lén lút ở trong xe, vừa nhìn là biết không phải người đàng hoàng. Theo suy đoán của bọn họ, phát hiện mỗi một vòng lặp và vòng lặp tiếp theo sẽ sớm hơn lần trước. Một phút cũng có nghĩa là xe buýt bây giờ vẫn chưa lái xe đến điểm dừng. Người áo đen lên xe đồng nghĩa với việc bọn họ có thể tự do xuống xe. Bọn họ không hề do dự xuống trước rồi hãy nói mà người áo đen lúc này cũng lên xe. Hạc Vân nghĩ người này nhất định có giấu giếm thứ gì đó. Anh cảm thấy chuyện này phải lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng Thi Tình thì tâm lại không tĩnh như vậy. Cô liền gọi báo cảnh sát. Hạc Vân không muốn báo cảnh sát. Hai người bất đồng quan điểm nên xảy ra tranh cãi, sau đó ai đi đường nấy. Cảnh sát nhận được báo án lập tức cản đường xe buýt, nhưng hung thủ lần này lại cao tay hơn. Một vài cảnh sát bị Thi Tình và Hạc Vân gián tiếp hại chết. Hai người lại trở thành kẻ tình nghi. Đến tối Hạc Vân nhìn thấy tin tức trên TV về cảnh sát hy sinh. Anh cảm thấy rất áy náy. Thi Tình lúc này đang bị thẩm vấn, cô có khả năng bị xem là đồng phạm. Và lúc này điện thoại của cô vang lên, Hạc Vân ở đầu dây bên kia nói. Thi Tình à, ngủ một giấc là xong. Hạc Vân, cậu bé yếu đuối giờ đã lấy lại tinh thần. Bọn họ ngủ thiếp đi để bắt đầu vòng lặp thứ 12. Hạc Vân chủ động nói chúng ta là cộng sự. Hai người xa lạ trở nên thân thiết với nhau hơn. Lúc này người áo đen xuất hiện cắt ngang bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Thi Tình lập tức ngồi bên cạnh anh ta giả vờ bọn họ là cặp đôi cãi nhau để người áo đen từ bỏ đề phòng. Nhưng Hạc Vân chưa từng yêu đương có chút ngại ngùng lắp bắp mất nhiều thời gian. Thi Tình ra hiệu cho anh hành động, người áo đen phát hiện bất thường liền đứng dậy bỏ chạy. Hạc Vân thấy vậy lập tức giằng cặp sách của anh ta, nhưng Hạc Vân giằng co không nổi để người áo đen thoát được. Bọn họ nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn thất bại, xe buýt phát nổ trên cầu. Tiếp đó vòng lặp thứ 13 bắt đầu. Hàng loạt chi tiết chứng tỏ hung thủ chính là anh ta. Người áo đen lên xe, hai người phát hiện anh ta dùng điện thoại chụp ảnh. Hạc Vân lập tức nhận định anh ta đang báo tin với đồng bọn, lần này bọn họ đổi sang cách khác. Hạc Vân tiến đến chỗ người áo đen hét lên, anh đang chụp trộm bạn gái tôi sao? Ai cho anh chụp? Người áo đen đâu dễ đưa cặp cho Hạc Vân. Thế là bọn họ lại giằng co nhau. Nhưng cho dù đổ oan anh ta là tên biến thái, trên xe buýt cũng chẳng có ai ra tay giúp đỡ Hạc Vân, hành khách chỉ biết đứng một bên quay phim. Không ngoài dự đoán, Hạc Vân bị đẩy ngã ra sàn, nhưng có chuyện khác xảy ra. Người áo đen bỗng khó thở. Bà thím đoán anh ta mang theo thuốc bên người, nhưng lúc Thi Tình tìm thuốc người áo đen vẫn ôm khư khư cái cặp. Mà vào lúc này chỉ thấy anh ta bỏ tay vào trong túi, ngay sau đó phát nổ. Vòng lặp thứ 14 bắt đầu, quả nhiên hung thủ là anh ta. Bọn họ suy đoán người này nhất định mắc bệnh nan y muốn báo thù xã hội. Hạc Vân nảy ra ý nghĩ tại sao không cản hắn lên xe. Lúc này bọn họ thông minh hơn. Sau đó tiến hành kế hoạch, Thi Tình tìm cớ chặn trước cửa, không cho người áo đen lên, còn Hạc Vân xuống từ cửa sau. Sau đó đánh lén anh ta từ phía sau tóm lấy tay khống chế. Thi Tình thấy vậy vội mở cặp của đối phương, cứ tưởng hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ bên trong không hề có thuốc nổ, mà lại chính là một hoàng thượng. Anh ta tức giận hét lớn, bị điên hả? Quần quật cả một ngày phát hiện bắt nhầm người. Hai người tìm được mèo rồi, xin lỗi người áo đen. Sau đó xe buýt phát nổ, đây cũng có nghĩa bọn họ đã cứu được thêm một mạng người. Vì không muốn đôi co, hai người vội vàng bỏ đi. Người áo đen ngơ ngác đứng sững tại chỗ, nhưng bọn họ vẫn chưa đi được xa thì nhận ra liệu có khả năng người áo đen cũng bị kéo vào trong vòng lặp. Vì lúc đầu Thi Tình cứu Hạc Vân, sau đó anh cũng vào vòng lặp, nhưng Hạc Vân tìm rất nhiều lý do vì anh không muốn người khác tham gia với bọn họ. Hạc Vân hình như đã thích Thi Tình, không muốn ai chen vào làm kẻ thứ ba. Còn người áo đen lúc này đến hiện trường hóng hớt phát hiện chiếc xe buýt. Anh ta định đi thì nhớ lại hành động kỳ lạ của đôi nam nữ kia, khiến anh ta dường như nhận ra bọn họ không phải người bình thường. Đến tối Thi Tình và Hạc Vân tiêu sạch tiền, sau đó xem video phát sóng trực tiếp, đúng lúc xem được một người đang tưởng niệm bạn mình. Hai người cảm thấy áy náy quyết định đến hiện trường, có khi tìm hiểu được thông tin của các hành khách khác. Video cuối cùng của hành khách còn gợi ý mọi người hãy đi xe buýt, nhưng mỉa mai là xe buýt lại lấy mạng của bọn họ. Và lúc này người áo đen đi tới, anh ta hỏi Hạc Vân tại sao lại soát cặp của mình. Hai người có phải biết xe buýt sẽ nổ? Hạc Vân đáp lại sao chúng tôi biết được chứ, anh nói gì vậy? Người áo đen lại tiếp tục hỏi hai người đến cứu tôi phải không? Đừng để tôi báo cảnh sát.
Thi Tình lắp bắp nói rằng chuyện này khó nói lắm. Sau đó người áo đen kéo hai người bọn họ đi. Xem ra cậu ta rất muốn gia nhập đội bất ổn nhưng tâm cũng không bao giờ tĩnh này của họ. Hai người không biết phải giải thích thế nào đây, liệu anh ta có rơi vào vòng lặp như họ không? Hạc Vân Định không giải thích vì không ai tin bọn họ đang ở trong vòng lặp nhưng không ngờ Lưu Địch lại tin lời họ nói. Còn nói sẽ gia nhập tổ đội cùng bọn họ giải cứu thế giới. Hai người kể một người nghe ấy vậy mà họ còn không dám tin tên này lại tin câu chuyện hoang đường này. Thầm nghĩ trong đầu đây có phải là tên ngốc? Nếu cả hai muốn biết thì Lưu Địch cũng xin thành tâm trả lời, cậu đây là một quý bửu hàng hiệu. Anh tin mình chính là đấng cứu thế được chọn. Nếu Lưu Địch đã tin lời bọn họ thì Thi Tình cũng nói, lỡ may anh vào được vòng lặp, vậy thì có thêm một cộng sự. Thế là bọn họ bắt tay nhau ngồi phân tích, loại bỏ những hành khách trên xe. Bây giờ tổng cộng có 3 kẻ tình nghi, một ông mang theo một cái túi, một ông mang theo hành lý và một cô mang theo một túi đồ để dưới chân. Nhưng bọn họ vẫn chưa phân tích xong, mẹ Lưu Địch gọi anh về ăn cơm. Lúc bọn họ tạm biệt, Lưu Địch nói, nếu mình không thể vào vòng lặp cũng có thể giúp được, khi nào cần thì cứ gọi anh, gọi tên anh ta, anh sẽ tin vô điều kiện. Trước khi rời đi anh ta còn nhắc đi nhắc lại ám hiệu. Sau đó Hạc Vân đưa Thi Tình đến quán net điều tra tư liệu. Thời gian gấp gáp bọn họ phải chi hát để cho kịp deadline gì. Lưu Địch quay về nhà biết mình sắp vào vòng lặp để giải cứu thế giới liền viết một bức di thư cho bố mẹ, viết mọi chuyện xảy ra hôm nay vào cuốn nhật ký, nói rằng mình sắp cùng với Hạc Vân và Thi Tình tìm ra thuốc nổ trên xe buýt, còn cảnh sát cũng không rảnh tay mà liên tục điều tra hành khách trên xe. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra 3 người và liền triệu tập ngay sau đó. Lưu Địch đến thẩm vấn để cảnh sát không nghi ngờ bọn họ. Lưu Địch giúp bọn họ bao che. Thi Tình và Hạc Vân cũng nhận được điện thoại của cảnh sát. Hạc Vân không muốn bị thẩm vấn nhưng Thi Tình lại nghĩ, có khi lấy được thông tin hành khách từ chỗ cảnh sát. Thế là bọn họ cùng đến đồn cảnh sát liệt kê những kẻ họ đã tình nghi cho Trương Thành. Và nghi ngờ nhất là cái ông vác theo cái túi to. Vào lúc Thi Tình chuẩn bị rời đi, cô lại vô tình có được manh mối quan trọng. Cô ngồi ngoài chờ và nghe được thông tin từ ông chú vác túi, từ người nhà ông ấy. Phát hiện người này từng là tội phạm giết người vừa mới ra tù đồng thời có quan hệ không tốt với người nhà. Thi Tình nghe xong lập tức trở nên cảnh giác. Hàng loạt chi tiết chứng tỏ người này có tình nghi rất lớn. Sau khi cảnh sát thẩm vấn Lưu Địch xong, cảnh sát cho anh rời đi. Nhưng vào lúc này mẹ của Lưu Địch xông tới vì bà phát hiện di thư của con trai. Thế là dạy dỗ Lưu Địch một trận tơi bời, nói ra toàn bộ nội dung trong di thư cho các viên cảnh sát ở đây nghe. Không biết nó lại bị ai lừa rồi nói là đi với người ta cứu cái gì mà phát nổ. Lần này to chuyện rồi. 3 người họ bây giờ bị xem là kẻ tình nghi. Thế là cảnh sát bắt đầu thẩm vấn nghiêm ngặt hơn. Thi Tình biết cảnh sát sẽ không tin vào chuyện vòng lặp nên cũng không nói gì nhiều. Thật ra tôi hơi có vấn đề, 2 hôm trước tôi mới bị xe máy tông phải. Hạc Vân càng thêm mất kiên nhẫn vì anh mắc nói lắm rồi. Lưu Địch thì vẫn tin chắc mình là đấng cứu thế được thần Wibu chọn, nhìn thấy thời gian sắp đến 12 giờ đêm. Đây cũng có nghĩa là bọn họ sắp quay về xe buýt. Lúc này Lưu Địch nói rằng mấy anh mau sắp xếp lại thông tin rồi nói cho tôi có thể dùng được. Tôi sẽ thay các anh giải cứu thế giới, tin tôi đi. Quả thực đúng như Lưu Địch nói, 12 giờ 15 phút bọn họ liền rơi vào vòng lặp thứ 16. Thi Tình ngoài manh mối mình phát hiện ở đồn cảnh sát, cho Hạc Vân biết, cái ông vác túi lớn ngồi phía trước có tiền sử giết người, là người khả nghi nhất khi có động cơ để trả thù đời. Hạc Vân lúc này cũng nghi ngờ ông ta, thứ trong túi tròn tròn, đây không phải là thuốc nổ sao? Sau đó Hạc Vân đứng lên hành động, anh lại gần ông ta, đối phương trở nên đề phòng và còn lén la lén lút. Xem ra cái túi rất quan trọng đối với ông ấy, nhất định có vấn đề nhưng làm sao kiểm tra mà không bị nghi ngờ. Hai người bắt đầu lên kế hoạch, còn Lưu Địch lúc này cũng sắp lên xe. Thi Tình phấn khích nóng lòng đón thành viên mới để chơi cái vòng lập vô tri này. Nhưng đáng tiếc là Lưu Địch không còn nhớ gì bọn họ, xem ra anh ta không phải người được chọn. Hà Vân nói khoan hãy dùng ám hiệu nhắc nhở anh ta, nói mình bây giờ đã nghĩ ra được một cách. Sau đó bắt đầu hành động, Hạc Vân nhân cơ hội lại gần ông chú kia, dứt khoát đá vào cái túi. Anh cũng không sợ thuốc nổ mà đạp nát túi, nhưng bên trong chỉ có dưa hấu. Ông chú nổi giận đánh ngã Hạc Vân, hành khách thấy vậy liền ngăn cản. Ông chú từng đi tù theo phản xạ tự nhiên quỳ xuống xin lỗi, nói số dưa hấu này mua cho con trai ăn. Vì ông thấy con trai nói thích ăn dưa hấu, ông ta cũng mong được người nhà tha thứ. Thi Tình nghe xong vô cùng áy náy, xem ra ông ta không phải là hung thủ, thế là nói với ông rằng con trai đã tha thứ cho ông ấy rồi. Ông chú nghe xong thì rất vui, sau đó chia dưa hấu cho mọi người cùng ăn. Cảnh tượng ấm áp hiếm thấy trên chuyến xe rồng bay phượng múa này. Mặc dù lần này không cứu được bọn họ nhưng lại cứu rỗi được tâm hồn của ông chú. Thi Tình nói với ông chú rằng Tiểu Long nói mình biết sai rồi, cậu ấy không nên trốn tránh, cậu ấy rất yêu bố mình. Khi vụ nổ kết thúc thì vòng lặp thứ 17 bắt đầu. Lần này chỉ còn lại 2 kẻ tình nghi. Bọn họ phát hiện 2 người này lên xe cùng một bến, xem ra ngày càng gần sự thật rồi. Bây giờ đã xác nhận hung thủ là một trong 2 người này, còn ông chú trong đó là đáng nghi nhất. Vì dùng vali để giấu thuốc nổ là tốt nhất, nhưng muốn kiểm tra trong tình huống không đánh rắn động cỏ, khả năng thành công dường như bằng không. Hai người bàn bạc, bọn họ quyết định điều tra túi bóng của bà cô kia trước. Thi Tình thấp thỏm đến bên cạnh bà ta, cô giả vờ mình đến thắng hỏi bà ta có mang băng vệ sinh không, nhưng sắc mặt bà ta nặng nề đáp lại không có. Thi Tình thấy vậy lại càng lấn tới nói dối mình nhìn thấy băng vệ sinh trong túi rồi. Thế là cô tiếp tục thăm dò, vươn tay mở túi ra thì phát hiện bên trong là một cái nồi áp suất. Bà cô tức giận mắt liếc Thi Tình, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cô sợ sệt vội nói xin lỗi. Bà cô kia lại tỏ ra vẻ rất chi là kỳ lạ, Thi Tình không muốn từ bỏ thế hỏi bà ta trong nồi đựng cái gì.
lúc nãy lên xe thấy bác vác nặng lắm nên cháu tò mò bên trong đựng cái gì. Bà ta chỉ lạnh lùng đáp lại một từ thịt. Mặc dù rất nghi ngờ nhưng cô cũng không dám hỏi thêm. Sau đó quay về chỗ ngồi. Hạc Vân nói cô quá trực tiếp, giả sử bà ta là hung thủ bà ta sẽ nói với chúng ta bên trong là thuốc nổ sao. Nhưng Thi Tình cảm thấy rất kỳ lạ, ai ra ngoài lại mang theo nồi áp suất đựng thịt chứ. Bảo Hạc Vân hãy nghĩ kỹ đi, bọn họ cũng không thể dựa vào manh mối này mà nghi ngờ người ta. Hạc Vân hỏi Thi Tình có ngửi thấy mùi thịt không. Cô nói quả thực ngửi thấy mùi thịt nhưng mùi rất kỳ lạ, cô cũng không rõ là thứ gì. Đoán không nhầm thì là mùi hương liệu. Hạc Vân giải thích có lẽ là vì bọn họ quá căng thẳng cho nên thấy ai cũng là hung thủ. Thế là bỏ qua bà cô khoanh trong vùng kín này. Giờ chỉ còn ông chú bên cạnh. Bọn họ quyết định cược một ván đợi bến. Tiếp theo mở cửa bọn họ sẽ ném vali của ông chú xuống. Nếu không phải ông ta vậy vòng lặp tiếp theo thời gian sẽ sớm hơn một phút. Lúc đó bà cô kia vẫn chưa lên xe, bọn họ sẽ chặn bà ta ở cửa. Không cho bà ta lên xe là được. Thế là bọn họ đứng ở trước cửa đợi, nhưng vào lúc này ông chú lại kéo Thi Tình. Ông ta muốn làm gì? Hai người trở nên căng thẳng ngơ ngác nhìn đối phương. Chỉ thấy ông chú mở vali bên trong đựng giấy khen của con gái và một số quần áo đã sờn cũ. Không hề phát hiện ra thứ gì kỳ lạ, thì ra ông chú là một người thiện lương, liêm khiết. Ông ấy nghe Thi Tình đến tháng nên đưa băng vệ sinh của con gái cho cô dùng. Hai người mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bọn họ lập tức trở nên cảnh giác vì đây có nghĩa là hung thủ đã lộ diện. Hạc Vân cho Thi Tình xuống xe trước. Sau đó anh xông đến chỗ bà cô muốn giằng chiếc nồi áp suất. Nhưng đâu dễ dàng như vậy. Bà cô dùng hai chân kẹp chặt hai người nhìn nhau. Hung thủ cuối cùng lộ đuôi, bà ta cho phát nổ, hành động thất bại. Nhưng may mắn là bây giờ đã xác định hung thủ. Lần tiếp theo sẽ có cách, chỉ cần ngăn cản bà ta lên xe là được. Nhưng sự cố vẫn xảy ra. Lúc Thủy Tình tỉnh lại thì phát hiện bà cô đã lên xe. Thời gian không sớm hơn một phút như dự đoán. Đây cũng có nghĩa là cơ hội cuối cùng của bọn họ, còn Hạc Vân lúc này cũng trở nên bất thường. Anh rơi vào trạng thái hôn mê vì lúc nãy anh ở quá gần, cả người bị nổ tan tành. Từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại của anh. Thi Tình rất sợ mất anh vì bây giờ cô chỉ có thể dựa vào anh. Nhưng may mà không có gì nghiêm trọng. Hạc Vân nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó Thi Tình nói thời gian không hề đến trước. Nếu lần này bọn họ có việc gì vậy có khả năng sẽ không sống lại nổi nữa. Lúc này trong lòng Hạc Vân có chút sợ hãi, bọn họ cứ xuống xe là xong, nhưng thâm tâm Thi Tình vô cùng cắn rứt. Cô không nỡ bỏ mặc người trên xe buýt, cho dù là mất mạng cô cũng phải thử thêm một lần. Hạc Vân lúc này cũng lay động. Anh đâu có thể bỏ người mình yêu, nhưng không biết lần này đã làm sụp đổ niềm tin của bọn họ. Sau đó hai người bắt đầu hành động. Lúc xuống xe bọn họ nhờ bác Tài đợi chút, hãy đóng cửa nói dối có đồ bị mất. Sau đó giả vờ tìm USB dưới đất, chậm chậm lại gần hung thủ. Cảm thấy thời cơ chín muồi, hai người nhanh tay giăng lấy nồi áp suất. Hạc Vân tóm được bà cô, Thi Tình cũng giành được nồi áp suất. Bà ta vô cùng nham hiểm. Khi thấy đã bị bại lộ, bà ta rút dao đâm vào người Hạc Vân. Anh la hét lên bảo Thi Tình mau chạy. Nhưng nồi áp suất quá nặng, còn cô thì cũng chỉ là một thiếu nữ đôi mươi. Cuối cùng cô cũng không kịp bỏ chạy. Còn hành khách phản ứng quá chậm, họ toàn thờ ơ với đời mà không ai đứng ra giúp đỡ. Hành khách có cơ mông cơ đít mà cũng sợ hãi rén mà không dám lên động thủ. Khi hung thủ rơi dao lên không một ai ngăn cản. Không ai biết vì sao hung thủ giết người không thủ không oán, mà sắc mặt vẫn vô cảm không hề thay đổi tí sắc thái nào. Cảnh tượng tàn ác dã man này có lẽ để lại nhiều ấn tượng cho tất cả hành khách cũng như các bạn đang xem. Khoảnh khắc ấy Thi Tình không bao giờ quên được. Chỉ mười mấy giây thôi ấy vậy mà còn đáng sợ hơn vụ nổ gấp nghìn lần. Thi Tình tỉnh lại sau cơn ác mộng, cô khóc lên nức nở. Hai người ôm lấy nhau, ngoài hai bọn họ ra chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có bọn họ nương tựa vào nhau. Thi Tình ngỡ ngàng, bọn họ vẫn còn sống, tiếp theo phải làm sao? Cứu người làm sao đây? Bọn họ còn đáng để cứu nữa không? Hạc Vân vô cùng thất vọng về bọn họ, thế là anh đau lòng nói với Thi Tình. Không sao rồi, bến tiếp theo chúng ta xuống xe. Nhưng Thi Tình vẫn là Thi Tình, cô vẫn đơn thuần lương thiện như vậy. Vào lúc bọn họ sắp xuống xe cô đứng lại nói ra câu đó, Thi Tình nghĩ rằng việc này là đáng. Cô xông lên chỗ bà cô đập đầu bà ta xuống ghế, nhưng cô không phải đối thủ của bà ta, cô lại lần nữa bị đâm. Thi Tình sợ hãi ngây người. Ngay lúc cấp bách, Hạc Vân đứng ra đỡ nhát dao chí mạng cho cô. Cánh tay của anh bị rạch một vệt lớn nhưng anh không đau chút nào vì đau thương mất mát giờ có là chi. Vẫn là Hạc Vân nhưng anh đã mạnh mẽ hơn nhiều, đối diện với hung thủ anh không hề lép vế chút nào. Giết được bà ta trở thành anh hùng, nhưng mọi người đều sững sờ, đến cả ông tội phạm giết người cũng thụt lùi về sau. Hạc Vân lúc này trở thành một con ác quỷ trong mắt mọi người nơi đây. Anh vô cùng phẫn uất kéo Thi Tình rời khỏi đây. Thuốc nổ không còn liên quan tới anh nữa, cho dù phát nổ anh cũng không quay đầu lại. Bây giờ bọn họ phải bỏ chạy. Hai người ngồi lên chiếc xe đi đến thành phố hoạt hình. Hạc Vân không muốn liên lụy đến Thi Tình, trách cô không nên đi theo mình. Bây giờ việc cần làm là tìm chỗ ngủ, sau đó vào vòng lặp tiếp theo. Nhưng Hạc Vân hiểu rõ đã không còn cơ hội nữa, vì cho dù vào vòng lặp tiếp theo, ký ức giết người lần này của anh cũng sẽ không bị xóa bỏ và phần lớn không còn vòng lặp tiếp theo. Cái khó nhất bây giờ là cảnh sát đã khoanh vùng bọn họ, tiến hành truy bắt diện rộng. Tìm được bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng may mà lúc này vẫn chưa có ai nhận ra bọn họ. Hai người cũng tìm được căn cứ bí mật của Lưu Địch. Hạc Vân phải được sát khuẩn vết thương, nhưng chỗ Lưu Địch không có đồ y tế. Với lại bọn họ đang trong trạng thái căng thẳng, phải có thuốc an thần mới ngủ được, nhưng bên ngoài quá nguy hiểm. Hạc Vân không muốn Thi Tình mạo hiểm vào lúc vào đầu bứt tai. Thi Tình nhìn thấy bộ đồ cosplay, cô nảy ra một ý nghĩ. Cô mặc bộ đồ cosplay chạy ra ngoài tìm hiệu thuốc, và lúc cô thanh toán thì nhìn thấy tin tức truy nã cô và Hạc Vân. Cô dùng một đống tiền xu thanh toán. Nhân viên có phần nghi ngờ cô. Trên đường quay về, Thi Tình còn chạm mặt Trương Thành.
bọn họ đã tìm được đến đây. Thi Tình vội quay về căn cứ bí mật nói với Hạc Vân bây giờ phải đổi chỗ khác rồi. Còn cảnh sát cũng nhanh chóng tìm khoanh vùng và tìm được phòng của Lưu Địch. Nhưng may mắn là hai người đã đến chỗ khác. Sau khi giúp Hạc Vân băng bó vết thương, Thi Tình uống thuốc an thần sau đó cho Hạc Vân một nửa. Nhưng anh lại do dự vì anh xem được công ty trò chơi anh thành lập cùng với bạn đang bị cư dân mạng công kích, cho rằng nguyên nhân Hạc Vân trở thành phần tử xấu là do chơi game bạo lực quá nhiều. Hạc Vân quyết định làm gì đó, thế là nhân lúc trời tối bọn họ đến nhà bạn của Hạc Vân. Không hay biết cảnh sát đã thông báo cho bạn của anh từ trước. Một khi anh bạn thấy Hạc Vân sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng anh bạn đã không bán đứng Hạc Vân mà lần này anh đến là để xin lỗi bạn mình. Vì trò chơi anh làm trước kia có chứa nhiều yếu tố bạo lực, bây giờ anh nhận ra đây là một việc vô cùng đáng sợ. Và bảo anh bạn hãy đuổi mình ra khỏi đội nhóm như vậy. Trò chơi bọn họ làm sẽ không chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Hạc Vân. Nhưng anh bạn đáp lại cậu xử lý xong chuyện chúng ta vẫn là bạn bè. Hạc Vân nói mình sẽ đi tự thú sau đó vội vã rời đi. Anh vừa rời đi, Trương Thành liền khống chế anh bạn bắt anh vì tội bao che tội phạm. Hạc Vân đưa Thi Tình đến bờ biển tận hưởng khoảng thời gian tự do. Cuối cùng vì bọn họ hiểu rõ tiếp theo chỉ có hai khả năng. Một là trở thành tội phạm sống tiếp, hai là rơi vào vòng lặp vô hạn trong bình nguyên vô tận. Thi Tình lúc này uống quá nhiều thuốc an thần, cô ngáp ngắn ngáp dài. Cô đi xuống nước lạnh để giữ bản thân tỉnh táo. Tình cảm của hai người sâu đậm và thấm thiết hơn. Sau khi Thi Tình ngủ say, Hạc Vân đến trước đồn cảnh sát chuẩn bị tự thú. Nhưng vào lúc này anh lại rơi vào trạng thái mơ màng mặc đồ phạm nhân mắc kẹt trên xe buýt. Thì ra anh ngủ ở đồn cảnh sát sau đó rơi vào vòng lặp. Trong lúc mơ màng anh nghe thấy giọng Thi Tình. Bọn họ thở dài cuối cùng quay lại vòng lặp rồi. Dường như mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hạc Vân suy nhược hơn các lần trước, nhưng cũng chỉ đành lấy lại tinh thần hai người tỉnh táo. Trở lại thì ra bọn họ đã vạch sẵn kế hoạch từ trước, chính là đóng giả thành cảnh sát. Nói với mọi người trên xe có thuốc nổ cho mọi người xuống xe ở bến tiếp theo. Nhưng hung thủ vô cùng cảnh giác, dựa vào bọn họ nhất định sẽ bị nghi ngờ. Hạc Vân nghĩ có thể cho họ đọc bằng điện thoại, nhưng bây giờ có một vấn đề, toàn bộ người có thể bỏ chạy. Trong tình huống không bị nghi ngờ chỉ có Bác Tài không có lý do gì để xuống xe. Giả sử Bác Tài cũng xuống, đến lúc đó hung thủ nhất định nhận ra điều bất thường. Sau đó cho phát nổ, Hạc Vân đề xuất. Sau khi mọi người xuống xe, anh sẽ cùng Bác Tài xuống xe hoặc là bỏ mặc Bác Tài giữ mạng toàn bộ hành khách. Nghe giống như một bài toán về sự tử tế không có lời giải. Thi Tình rất do dự, cô dường như có quen biết Bác Tài nhưng cũng chỉ đành làm vậy và lập tức hành động. Bọn họ giả vờ trường học giao nhiệm vụ, lấy lý do tổ chức hoạt động công ích để hành khách đọc được dòng chữ trên điện thoại. Toàn bộ đều bị thuyết phục, hung thủ cũng tin nốt, nhưng trong lúc đó, một hành khách lại cho rằng bọn họ đang quay video câu like khiến hung thủ nghi ngờ. Thi Tình vẫn muốn cứu Bác Tài nhưng Hạc Vân đã kịp thời ngăn cản. Nếu không thì kế hoạch mỹ miều này sẽ bị bại lộ. Hạc Vân đợi toàn bộ hành khách xuống xe, sau đó anh sẽ nói với Bác Tài rất nhanh, sau đó đã đến bến tiếp theo. Thi Tình ngăn cản Lưu Địch sắp lên xe khiến hung thủ nhận ra bất thường. Khi nhìn thấy mọi người xuống xe, bà ta lập tức cho phát nổ. Kế hoạch lần nữa thất bại, sau đó vòng lặp thứ 21 bắt đầu. Hai người nhận ra thông báo cho mọi người sẽ khiến tình hình mất kiểm soát, nhưng chí ít chứng minh có thể khiến mọi người tin họ là cảnh sát. Hai người lên kế hoạch, bọn họ muốn mọi người xuống xe là vì trong tay hung thủ có dao. Hai người không có cách nào đối phó. Nếu có thể khiến hành khách tin họ là cảnh sát cũng có lý do nhờ mọi người giúp đỡ. Nhưng bọn họ biết trên xe chỉ có ông chú là người tốt, những người khác không hề đáng tin, với lại người ở bến tiếp theo quá đông. Cho dù ném bom ra ngoài cũng có khả năng làm người khác bị thương. Thi Tình đề xuất lúc qua cầu hãy hành động. Nhưng bây giờ tính cả ông chú chỉ có 3 người, vừa phải ném bom vừa phải thuyết phục Bác Tài dừng xe. Làm như vậy thì sẽ không kịp, đồng nghĩa với việc kế hoạch lần này phải có thêm người giúp mới được. Nếu như vậy phải thêm một người giúp. Hạc Vân nhanh trí nghĩ ngay đến Lưu Địch. Vì hành khách khác không hề đáng tin hai người nói dối mình là cảnh sát viết nội dung lên điện thoại. Ông chú này đọc xong lại hơi rén vì chỉ cần bất cẩn sẽ bị hung thủ đâm chết. Nhưng không có ông ấy sẽ không thể nào thành công. Lúc hai người vào đầu bứt tai, ông chú lại đồng ý, ông biết đây là hành động dũng cảm. Nếu thành công sẽ được một khoản tiền lớn, ông ấy phải lấy được khoản tiền này. Vì ông muốn cho con gái có cuộc sống tốt hơn. Hạc Vân lôi kéo được một trợ giúp. Lưu Địch thì dễ rồi, chỉ cần nói ra ám hiệu là có thể nhắc nhở anh ta. Sau đó cho Lưu Địch đọc nội dung nhưng anh ta ngơ ngác không biết Hạc Vân đang làm gì. Lưu Địch với người được ngài Weibo chọn thì vừa nhìn là thừa biết họ không phải là cảnh sát. Cho dù Hạc Vân nói ra toàn bộ bí mật của Lưu Địch, anh ta cũng không tin Hạc Vân. Hai người có chút thất vọng, nghĩ rằng Lưu Địch là một quý bửu lứa rồi. Nhưng anh đã không nói dối. Lưu Địch từng hứa chỉ cần gọi tên mình anh sẽ tin vô điều kiện. Đầu tiên là cho Thi Tình thuyết phục Bác Tài nói với ông ấy trên xe có một tên điên. Bác Tài nghe xong lập tức dừng xe. Cuộc sống này nên phải biết rén những thằng liều và thứ hai là những thằng điên. Sau đó Thi Tình tiếp tục nói dưới chân hung thủ có một quả bom. Cảnh sát đang chặn trên cầu, đến lúc đó phải dừng xe, cảnh sát sẽ ném bom xuống biển. Phía trước không hề có cảnh sát, tất cả chỉ là do cô nói bâng quơ. Thi Tình khuyên Bác Tài hãy tập trung lái xe, đây là cơ hội sống sót duy nhất của họ. Khi thấy sắp đến nơi, Hạc Vân ra hiệu cho hai người còn lại bắt đầu hành động. Nhân lúc hung thủ không chú ý khống chế lấy bà ta, ông chú ở ngay phía sau khống chế tay chân bà ta, không cho bà kích nổ hay rút dao tấn công. Lưu Địch ngay lập tức giành lấy nồi áp suất, còn Thi Tình ra sức trấn an những hành khách còn lại trên xe bus. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Bây giờ chỉ cần xuống xe ném bom, xuống biển là có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi thoát khỏi vòng lặp vô hạn này. Nhưng sự cố vẫn xảy ra, vì bọn họ không biết trên xe còn có đồng bọn của hung thủ. Bà ta hét lớn tên của ông ta, bảo ông ta là kẻ tham sống sợ chết.
Mọi người sững sờ, thì ra bác Tài là đồng bọn của bà ta. Bác Tài lúc này vô cùng do dự, nhưng khi bị người vợ mình nói vậy thì ông liền thay đổi sắc mặt. Ông ta tăng tốc sau đó dừng xe giữa cầu rồi khóa chặt cửa xe, vẻ mặt không còn thiết tha gì cõi đời này nữa. Hai tay buông xuôi thả hồn để chuẩn bị đón lấy cái chết vào 1 giờ 45 phút. Mặc cho thi tình kế bên khóc lóc nói đủ điều, bây giờ vẫn còn 20 giây tiếng nhạc lại vang lên. Hạc Vân thấy xe dừng lại liền lấy búa đập kính, sau đó nhảy ra ngoài cầm lấy trái bom theo nhưng vẫn không kịp. Kế hoạch lại lần nữa thất bại. Thi tình bừng tỉnh từ cơn mơ, đây đã là vòng lặp thứ 22, cô không dám tin bác Tài cũng là đồng bọn. Thậm chí cô còn mạo hiểm nghĩ cách để cứu ông ta, cô luôn cho rằng bác Tài là người tốt. Nhớ lại khoảng thời gian 2 năm trước, ví tiền của cô bị trộm trên xe, sau đó cô nói với bác Tài. Ông ta không hề do dự đứng ra giúp cô tìm lại ví tiền. Kể từ ấy cô thấy ông ấy là một người sống rất liêm khiết. Hai ngày sau đó thì vô tình thấy bao tay của bác Tài đã rách, nên cô đã mua đôi mới tặng bác. Lần đó ông ta khóa chặn cửa xe lại là để giúp cô tránh khỏi việc gì đó, nhưng lần này cũng là khóa cửa lại, nhưng lại là vì để đưa cô đi thăng thiên cùng. Thi tình hoàn toàn tuyệt vọng, cô tức giận mắng chửi búa lua xua. Thi tình cho rằng ông ta không phải loại người đó, ông ta làm như vậy là vì hung thủ ép ông ta. Hung thủ cho rằng bác Tài phản bội mình. Bà ta mất kiểm soát khi thấy chồng bà ta nói chuyện với gái trẻ. Thi tình muốn khuyên nhủ bác Tài nhưng ông ta giờ đã trở thành người khác. Cứ thế bà ta phía sau kích nổ bom. Thi tình lại vì thế mà để phí mất một cơ hội. Sau đó vòng lặp thứ 23 bắt đầu. Thì ra mỗi lần hung thủ lên xe, bác Tài liếc nhìn và đều do dự có nên mở cửa hay không. Nhưng lần nào cũng vậy, chọn con tim hay là nghe theo lý trí thì ông lại đi chọn con tim. Thi tình tỉnh lại phát hiện Hạc Vân mồ hôi nhễ nhại. Hai người cũng không hề biết. Sau mỗi vòng lặp, sức khỏe của Hạc Vân ngày một suy yếu. Vì anh bị ép rơi vào vòng lặp này, cơ hội dành cho họ không còn nhiều nữa. Thi tình nghĩ mình quá bồng bột nhưng bây giờ không phải lúc trách. Cô cũng không thể ngồi trên xe chờ chết. Hai người phải làm gì đó. Qua phán đoán của Hạc Vân, anh suy đoán hung thủ đã lên âm mưu từ lâu. Bác Tài quen thuộc tuyến đường, sau đó tính thời gian phát nổ. Hung thủ mang theo thuốc nổ nhưng bọn họ đã thử hết mọi cách. Bây giờ chỉ có thể tính kế lâu dài, xuống xe giữ mạng cái mạng quen rồi tính tiếp. Nghĩ kỹ lại, Thi tình cho rằng bác Tài là do bị ép. Giả sử ông ta muốn kéo theo mọi người cùng chết, tại sao trước kia dùng cách bị sàm sỡ bác Tài lại cho họ xuống xe khi chưa đến bến? Nhưng đây cũng không phải cái cớ giúp ông ta thoát tội đồng phạm với hung thủ. Xe buýt lúc này chắc chắn phát nổ vào 1 giờ 45 phút. Hai người quyết định điều tra thông tin của bọn họ để tìm ra cách khác. Rốt cuộc là tất cả việc này do nguyên nhân gì lại khiến bọn họ làm ra chuyện cực đoan như vậy? Bên kia xe buýt lại tiếp tục nổ như thường lệ và xe cứu hỏa cũng đến ngay sau đó. Bọn họ đến công ty xe buýt lấy lý do trường học giao nhiệm vụ phỏng vấn đến điều tra hồ sơ tài xế của tuyến xe số 45, nhưng quản lý không đồng ý. Vào lúc này trên TV đưa tin có tin xe buýt phát nổ, quản lý ngay lập tức đến hiện trường. Bọn họ liền nhân cơ hội này để tìm hồ sơ. Khi quản lý quay lại, bọn họ đã chụp được thông tin cần thiết trong hồ sơ. Bọn họ phát hiện bác Tài lái chuyến xe đó không phải người địa phương, trước kia cũng không làm nghề lái xe buýt, chuyển đến đây làm việc vào 4 năm trước, chắc có lẽ là để lên âm mưu cho vụ nổ. Lý do chuyển đến đây ghi là theo yêu cầu công việc của vợ, còn người vợ đó chắc là đồng bọn của ông ta. Nếu có vợ tại sao lại ở nhà trọ? Hai người quyết định đến nhà trọ xem thế nào, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối. Nhưng bọn họ không thể mở cửa. Lúc này bạn cùng phòng của bác Tài quay về. Hai người tự xưng là người họ hàng xa của ông ấy, nói dối được nhờ đến lấy đồ. Ông chú cũng thân thiện mở cửa cho họ vào. Hạc Vân vừa đi vào đã sáu lọi khắp nơi, nhưng ông chú cứ nhìn chằm chằm để tranh thủ thời gian cho Hạc Vân. Thi tình nhanh chóng nói sắp cùng Hạc Vân ra mắt hai bên gia đình, tiện thể nghe ngóng ra cảnh nhà bác Tài. Ông chú nói bác Tài rất tốt nhưng vợ của ông ta hình như có vấn đề, bây giờ đang đòi ly hôn. Tháng trước không biết vì sao vợ ông ta còn phóng hỏa đốt nhà. Hạc Vân lúc này tìm được manh mối quan trọng. Anh phát hiện một số giấy tờ cùng với một chiếc điện thoại của con gái bị vỡ nát. Sau đó hai người vội vàng rời đi, bây giờ cả hai người đều chắc chắn rằng hai vợ chồng tài xế cùng nhau gây án. Nhưng manh mối chủ chốt là chiếc điện thoại lại không mở được, chỉ có những chứng cứ đó vẫn chưa đủ. Tại sao bọn họ lại chọn thời gian kích nổ bom là 1 giờ 45 phút? Thậm chí hai người còn cho rằng vợ chồng tài xế là phần tử khủng bố ở nước ngoài. Thi tình đột nhiên nghĩ ra họ có thể nhờ cảnh sát tìm manh mối. Nhưng cứ đến 12 giờ trưa họ sẽ lại quay lại chuyến xe buýt định mệnh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy cảnh sát không thể nào tìm ra manh mối được. Bọn họ cần phải dẫn đường cho cảnh sát nhanh chóng điều tra ra vụ án này. Họ cũng biết rằng Trương Thành trong đội cảnh sát là người có tính cảnh giác rất cao. Vậy nên chuyện này không hề đơn giản như những gì hai người nghĩ, nhưng họ cũng chỉ đành thử xem sao. Rất nhanh hai người đã đến đồn cảnh sát và hướng mũi nhọn về phía đảo Ánh Hồng. Hai người nói dối rằng mới lên xe đã gặp một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh, còn cầm dao tự lẩm bẩm rằng tao là vua lì đòn và sẽ cho mọi thứ nổ tung không chừa một ai. Đến 1 giờ 45 phút tất cả phải chết cùng tao. Do hai người miêu tả vô cùng chi tiết khiến Trương Thành tìm được sơ hở, nếu như hai người có thể nghe rõ như thế vậy, có lẽ những hành khách khác cũng sẽ nghe thấy. Lẽ nào nghe xong bọn họ không có phản ứng gì sao? Thi Tình và Hạc Vân tỏ vẻ vô cùng lo lắng. Ngay sau đó Thi Tình nói người phụ nữ ấy còn mang theo một nồi áp suất, vì người thấy mùi của một số hóa chất nên hai người mới xuống xe. Cả hai còn một mực yêu cầu cảnh sát phải điều tra trong nồi áp suất đó chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa lúc lên xe người phụ nữ điên đó còn nói muốn chết cùng với tài xế, chắc chắn tài xế cũng là đồng bọn với bà ta. Mọi thứ quá suôn sẻ, không có chút khúc mắc nào khiến Trương Thành cảm thấy nghi ngờ Thi Tình và Hạc Vân. Ông nghi ngờ hai người cố ý vu oan giá họa, thậm chí còn nghi ngờ hung thủ thật sự chính là bọn họ.
Ông không ngờ rằng những sơ hở này là do Thi Tình và Hạc Vân cố ý tạo ra. Trước đó ở quán cà phê hai người đã vạch ra kế hoạch. Chỉ có nói như vậy hai người họ mới không bị coi là nhân chứng bình thường. Như thế họ sẽ có thể ở lại đồn cảnh sát hỗ trợ cảnh sát điều tra. Thi Tình sẽ giả vờ như mình bị bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng và phải biết được đáp án mới bất bệnh. Từ đó họ sẽ có được nhiều manh mối hơn. Giống y như những gì họ nghĩ, cảnh sát lập tức phái người đi điều tra hai vợ chồng Đào Ánh Hồng và xác nhận được rằng vợ chồng Đào Ánh Hồng quả thực đã chế tạo bom. Hơn nữa, cảnh sát còn tiến hành sửa chữa và khôi phục dữ liệu của chiếc điện thoại bị hỏng, phát hiện ra đó là điện thoại của con gái họ, cô bé đã mất vào 5 năm trước. Cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại vào 1 giờ 44 phút và gọi cho tài xế. Cảnh sát lại tiếp tục điều tra vụ án năm đó, phát hiện con gái của Đào Ánh Hồng cũng ở trên chuyến xe buýt số 45. Chiếc xe này lại đột nhiên dừng lại trên cầu, sau đó cô bé bước xuống xe. Lúc này đột nhiên phía sau một chiếc ô tô lao đến đâm trúng cô bé khiến cô tử vong ngay tại chỗ. Thời gian cô bé gặp nạn vào đúng 1 giờ 45 phút. Có lẽ đây chính là động cơ gây án của vợ chồng Đào Ánh Hồng. Nhưng kỳ lạ là tại sao cô bé lại xuống xe ở trên cầu chứ? Hạc Vân và Thi Tình muốn tìm động cơ gây án để thử khuyên bác Tài dừng xe mở cửa cho mọi người xuống. Đừng tiếp tay cho Đào Ánh Hồng nữa, nhưng nếu vì con gái của bác Tài chết nên bác mới làm như vậy, thì hai người hoàn toàn không có lý do để khuyên bác dừng tay. Vậy nên bọn họ cố gắng lâu như vậy cuối cùng chẳng có tác dụng gì. Họ vẫn phải nghĩ cách ngăn cản vụ nổ xảy ra. Hạc Vân đề nghị hay là họ xin ý kiến của Trương Thành, nếu như gặp phải tình huống như vậy ông sẽ làm thế nào. Vậy nên khi Trương Thành bước vào phòng, Thi Tình lại giả vờ như mình bị rối loạn nhân cách hoang tưởng. Cô hỏi nếu như chuyện như vậy tiếp tục xảy ra cô phải làm sao để phối hợp với cảnh sát. Trương Thành nói rằng cảnh sát sẽ giả dạng làm hành khách trà trộn lên xe, sau đó nhân cơ hội hung thủ không đề phòng để khống chế hung thủ. Nhưng khoảng cách từ chỗ họ tỉnh lại đến cầu chỉ có một trạm dừng xe buýt, chỉ trong 5 phút cảnh sát không thể nào đến kịp. Trương Thành đề nghị hai người có thể kéo dài thời gian xe đến trạm, như vậy có lẽ sẽ kịp. Khi Trương Thành chuẩn bị đi họp, Thi Tình hỏi Trương Thành nếu như có một ngày người lạ nhắn tin đến nói rằng có một chiếc xe buýt sẽ phát nổ sau 20 phút, liệu ông có tin và lập tức phái người đi ngăn cản không? Tôi sẽ không hề do dự lập tức phái người đi. Ông không cho rằng đây là một trò đùa ác ý hoặc là báo án giả sao? Chúng tôi nhất định sẽ bắt được người đó và khiến hắn hứng chịu với sự trừng trị của pháp luật. Nhưng nếu chuyện này là thật, chúng tôi phái người đi có thể sẽ cứu được tất cả những người ở trên xe đúng không? Tôi tin chắc rằng không chỉ có tôi mà tất cả những đồng nghiệp của tôi cũng sẽ làm như thế. Đây cũng là ý nghĩa của người cảnh sát như chúng tôi. Hạc Vân và Thi Tình dường như đã nhìn thấy ánh sáng cuối cùng. Họ cũng biết tiếp theo họ nên làm như thế nào. Hai người lại quay về lúc ở trên xe buýt lần này. Hậu di chứng của Hạc Vân ngày càng nghiêm trọng hơn. Vừa tỉnh lại đã bị chảy máu mũi. Thời gian gấp rút, Hạc Vân vội lấy điện thoại ra chụp hình. Đào Ánh Hồng lại sau đó gửi tin nhắn cho Trương Thành. Cô miêu tả cho anh biết toàn bộ tình hình. Sau đó anh gọi điện thoại lại để xác nhận Trương Thành có thể lập tức đến. Sau khi Trương Thành nhận được tin nhắn đúng như những gì ông nói, ông lập tức huy động toàn bộ nhân lực của sở cảnh sát và phái tất cả xe cảnh sát đi làm nhiệm vụ. Lúc này Hạc Vân và Thi Tình ôm chặt lấy nhau, bởi vì trong lòng họ biết rõ rằng rất có thể đây là vòng lặp cuối cùng của bọn họ. Nếu như lần này thất bại có lẽ họ sẽ thật sự thất bại. Thi Tình lại rơi lệ, nhưng giờ không phải lúc cô cảm thấy ấm ức, rất nhanh họ đã vực dậy tinh thần. Lúc này Hạc Vân nhận được tin nhắn trả lời của Trương Thành, hai người lập tức bắt tay vào hành động. Bọn họ buộc phải kéo dài thời gian chiếc xe đến trạm, cố gắng tranh thủ thời gian cho Trương Thành, nếu không cảnh sát không thể nào đến kịp. Thi Tình lại tiếp tục dùng chiêu có lưu manh trên xe khiến tất cả mọi người trên xe đều căng thẳng. Hạc Vân thấy vậy lập tức biểu diễn chỉ trích người đang quay phim. Sau đó bọn họ xảy ra xung đột. Thi Tình nói với bác Tài trên xe có người đánh nhau, yêu cầu bác Tài dừng xe cho cô xuống. Quả nhiên bác Tài mắc bẫy dừng xe lại, mở cửa cho cô xuống, nhưng sao Thi Tình có thể xuống xe được. Đầu tiên cô đứng ngây ngất ở trước cửa một lát, sau đó chậm chậm đi ra sau xe lấy túi, nhưng chút thời gian đó vẫn chưa đủ. Vào thời khắc mấu chốt, Thi Tình bỗng nảy ra kế mới. Người phải xuống xe là anh đó, anh với tôi cùng đi đến đồn cảnh sát, thích thì đi nhìn tôi giống mấy thằng sợ dữ chưa, Hạc Vân đáp. Sau đó Hạc Vân lại giả vờ làm rơi USB, bắt đầu giả vờ tìm. Lúc này Đào Ánh Hồng cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột, bởi vì theo như kế hoạch thì quả bom sẽ phát nổ vào đúng 1 giờ 45 phút ở trên cầu. Anh chàng đang quay video cũng cảm thấy sốt ruột, vừa nghe thấy báo cảnh sát bác Tài chột dạ, mặc kệ trên xe đang có chuyện gì xảy ra, ông trực tiếp đóng cửa xe lại, lát nữa tất cả mọi người sẽ bị nổ thăng thiên hết. Nhưng may mà Hạc Vân và Thi Tình kéo dài được khá nhiều thời gian nên họ không tiếp tục diễn nữa. Lúc này cảnh sát đã sơ tán hết người dân và mặc thường phục đã đợi sẵn ở trạm. Chỉ cần bọn họ lên xe sau đó âm thầm khống chế Đào Ánh Hồng rồi đem quả bom đến nơi an toàn là được. Nhưng điều này cũng khiến bác Tài phát hiện ra sơ hở, bởi vì thông thường vào thời điểm này, ở trạm sẽ có một vài sinh viên đại học, hơn nữa lúc này đã gần đến 1 giờ 45 phút nên bác Tài không dừng xe lại nữa. Ông đạp chân ga tiếp tục lao về phía trước, cảnh sát thấy vậy lập tức đuổi theo. Vì chân cầu mọi thứ đã được bố trí xong xuôi, lúc này hành khách trên xe còn trách móc bác Tài tới trạm không dừng. Mọi người vẫn chưa biết rằng lát nữa trên cầu sẽ bị nổ chết. Xe cảnh sát đuổi theo ngay sau xe buýt. Hạc Vân sợ Đào Ánh Hồng kích nổ quả bom trước thời hạn nên chỉ đành thử khống chế bà ta. Thi Tình thấy vậy nhanh chóng chạy đến giúp đỡ. Cô kéo quả bom ra xa để bà ta không với tới. Hạc Vân đã bị bà đè xuống đất. Lúc này Hạc Vân gọi ông chú trên xe cứu mình. Lúc này ông chú mới đến giúp đỡ, những hành khách khác trên xe cũng tiến đến giúp. Hai người như vậy mới khống chế được Đào Ánh Hồng.
Lúc này chàng trai quay phim lúc nãy còn yêu cầu bác tài dừng xe. Mau cho tôi xuống, ông đang nghĩ cái gì thế, mau dừng xe lại. Thi Tình lúc này hét lên, bác tài với bác gái kia là đồng bọn của nhau. Xe cảnh sát vẫn bám sát phía sau. Thi Tình bắt đầu khuyên nhủ bác tài dừng tay, bây giờ bọn họ đã bị cảnh sát bao vây. Nhưng bác tài biết rằng chỉ cần kéo dài thời gian đến 1 giờ 45 phút, tất cả người trên xe sẽ bị nổ banh xác. Thấy tài xế không chịu ngừng tay, Thi Tình bèn nhắc đến chuyện của con gái ông, đồng thời cảm thấy đồng tình với ông. Con gái ông qua đời đúng là điều rất đau xót, nhưng đó không phải là lý do để làm hại người khác. Tài xế tức giận hét lên, nói bậy, muốn điều tra thì các người đã điều tra từ lâu rồi. Lúc này bác tài đã bị chọc giận, dường như cái chết của con gái ông còn có ẩn tình gì đó. Ông cho rằng cảnh sát không điều tra rõ hơn nữa, họ còn không thèm để tâm đến vụ án của con gái ông. Nhưng xe cảnh sát đã chặn đoạn đường phía trước, lại thấy vậy bác tài lái xe lao qua mặt trận, sau đó đâm vào xe cảnh sát. Cảnh sát lập tức lái xe chặn chiếc xe buýt, lại nhìn vào đồng hồ thấy sắp đến 1 giờ 45 phút. Hạc Vân vội vàng phá vỡ cửa kính, sau đó đưa quả bom cho Trương Thành. Lúc này tiếng chuông báo hiệu cũng vang lên. Trương Thành chạy thật nhanh đến bờ sông, đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thôi là kịch bản sẽ hoàn hảo. Quả bom phát nổ trên không trung, Trương Thành bị nổ văng ra ngoài, nhưng tất cả những hành khách trên xe đều sống sót. Có vẻ như vòng lặp đã kết thúc, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Bọn họ không những phải cứu người còn sống mà còn phải cứu linh hồn đã khuất. Trước lâu về trước luôn có một người phụ nữ kỳ lạ trên chuyến xe buýt số 45. Nếu bạn là phụ nữ xinh đẹp mà ăn mặc hơi gợi cảm một tí thì bà ta sẽ chậm chậm đi về phía bạn, dùng giọng điệu rất dịu dàng hỏi bạn có thường xuyên đi tuyến xe buýt này không. Nếu như bạn trả lời là có thì bà ấy sẽ ghé sát miệng vào tay bạn và nói với bạn, có người đàn ông nào muốn sờ mó cháu không, muốn bắt nạt cháu, muốn xâm hại cháu, muốn sằm sữa cháu, bà bị điên à? Cháu gái ngoan, cháu nói cho bác biết đi. Bà ta không hề bị điên, nhưng bà vẫn bị đuổi xuống xe. Cảnh sát sớm đã không còn kiên nhẫn với vụ việc này, bởi đây là lần thứ ba bà làm như thế nhưng bà vẫn không chịu rời đi. Nếu cảnh sát không tìm được chứng cứ vậy bà sẽ tự tìm. Một khoảng thời gian trước đó, con gái bà đi tuyến xe buýt số 45 không biết vì lý do gì đột nhiên xuống xe giữa đường, sau đó bị chiếc xe tải phía sau đâm và không thể qua khỏi sau tai nạn thương tâm đó. Cuối cùng cảnh sát kết luận rằng do cô bé đi quá chậm nên mới đòi xuống giữa đường. Nhưng bà biết chuyện đó không thể nào xảy ra, con gái bà chưa từng xuống trạm trước đó. Bà liên tục đến quấy rầy công ty xe buýt, sau đó vô tình nghe thấy tài xế xe buýt trong nhà vệ sinh thảo luận về chuyện trên tuyến xe buýt số 45 có biến thái. Bà cố chấp cho rằng đây chính là lý do khiến con gái mình xuống xe. Chồng bà rất yêu bà nên luôn ở bên cạnh bà, cùng bà đứng trước cổng trường đại học chờ chuyến xe kế tiếp. Nhưng đáng tiếc tài xế nhận ra bà nên không mở cửa cho bà lên, bà có cố thế nào cũng không đuổi kịp xe. Chồng bà rất thắc mắc sao đương nhiên bà lại đuổi theo xe buýt. Hai người cùng nhau đợi chuyến tiếp theo, cứ thế họ đợi đến khi trời tối. Hai người quyết định đến thăm con gái, chồng bà khuyên bà từ bỏ nhưng bà không chịu nghe. Có nói thế nào cũng không nghe. Nghe tôi nói này, chúng ta đón Manh Manh về nhà đi. Học sinh của em cũng đang đợi em. Manh Manh đi rồi, những ngày tháng sau này hãy coi những đứa trẻ ấy là Manh Manh nha. Như vậy cũng coi như bà có chỗ gửi gắm nỗi niềm. Chạy suốt chặng đường bà không nói một lời nào, nhưng những giọt nước mắt đã lên tiếng thay bà. Bà đã buông bỏ chuyện này, rất lâu sau bà quay lại trường, tiếp tục là một giáo viên vật lý. Những học sinh của bà cũng biết Manh Manh đã không qua khỏi. Hôm đó bà phát hiện ra điểm khác thường liền đến trước bàn của một học sinh nọ. Cứ tưởng là cậu học sinh này đang chơi game, ai ngờ cậu đang xem video được ai đó đăng trên mạng. Manh Manh, con gái bà, lại chính là nhân vật chính trong video. Cô bé bị xe đâm hết lần này đến lần khác. Chuyện này không là gì cả, nhưng những dòng bình luận của video lại là những con dao sắc nhọn và rất ác ý. Cô ta thật đáng chết. Bác tài ngồi không cũng gặp họa. Mau đi đầu thai đi. Cậu học sinh nói mình đã cố gắng đăng bình luận đáp trả lại, nhưng những bình luận ác ý quá nhiều đã nhấn chìm bình luận của cậu. Đúng vào lúc này bà biến thành một đao phủ vô tình. Đến khi về nhà bà đặt tiếng chuông điện thoại của con gái thành báo thức. Thời gian báo thức là 1 giờ 44 phút, cũng chính là lúc cô bé gọi cho chồng bà. Nhưng do ông quá bận nên không nghe được điện thoại. Bà oán trách móc chồng mình vô dụng. Ông đúng là một người bố vĩ đại. Con gái gọi điện thoại cầu cứu ông nhưng ông lại không nghe. Mặc kệ chuyện sống chết của con bé, ông chính là đồng phạm. Bà như phát điên lên, bà cho rằng cả hai vợ chồng chính là hung thủ giết chết con mình. Bà gào thét thảm thiết trông rất đáng sợ. Lúc này chồng nói với bà, chúng ta cùng nhau đến trường của con đi. Bà lập tức bình tĩnh lại. Bà đã đợi câu nói này rất lâu rồi. Bà bảo chồng lập tức thu dọn đồ đạc. Họ sẽ cho tất cả những người trên chuyến xe buýt đó nổ banh xác. Người chồng đến ứng tuyển vào công ty xe buýt và yêu cầu lái chiếc xe buýt số 45. Rất nhanh quản lý đã đồng ý. Ông quay về nhà cảm thấy chuyện này rất khó tin. Quản lý công ty xe buýt đã quên mất ông là ai rồi. Nhưng trước kia quản lý đã đích thân đưa tiền bồi thường cho ông. Con gái ông mới mất vài ngày, tại sao bọn họ lại quên hết mọi chuyện chứ? Cảm thấy bọn họ đúng là một đám cặn bã. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, như ai đó đã từng nói. Nó có thể chữa lành vết thương của người chồng, nhưng vết thương trong lòng người vợ của một người mẹ là một người phụ nữ thì có lẽ không bao giờ có thể chữa được. 4 năm sau, người vợ châm lửa đốt nhà. Hóa ra trong thời gian tăm tối nhất ấy, bà vẫn luôn nghiên cứu chế tạo bom hẹn giờ. Vì là một giáo viên vật lý nên bà đã chế tạo loại bom nổ vào 1 giờ 45 phút lúc mà con gái bà rời khỏi nhân thế đau khổ này. Cuối cùng bà cũng thành công và cũng có thể khiến đám người đó bị nổ chết hết cả lũ. Bà nở một nụ cười hiếm hoi nhìn rất man rợn. 4 năm qua bà chưa từng cười, nhưng người chồng không sao vui được, ông đã sớm từ bỏ kế hoạch tàn ác.
Ông nói mình mơ thấy Manh Manh, cô bé nói bố mẹ hãy sống thật tốt. Ngày mai là lễ thanh minh, người chồng đề nghị đến thăm Manh Manh. Người vợ nghe thấy vậy cảm thấy vô cùng thất vọng cho rằng đây rõ ràng chính là sự phản bội. Người vợ nói với người chồng, ông có thể tự mình sống thật tốt. Người chồng thấy chuyện này không đáng vì dù sao đã 5 năm trôi qua rồi. Tại sao không thể buông bỏ chuyện này? Người vợ hỏi lại ông lẽ nào ông đã buông bỏ rồi à? Bà cho chồng hai sự lựa chọn. Một là đến lúc đó hai người cùng nhau hành động. Hai là ông rời khỏi Gia Lâm. Người chồng im lặng một hồi lâu có vẻ như ông đã thầm chấp nhận và cũng bất lực với vợ của ông. Người vợ đề nghị ly hôn sau này sẽ không liên lụy đến ông nữa. Rồi đuổi ông đi nhưng đến ngày hôm đó người chồng không hề rời đi. Ông vẫn lái chiếc xe buýt số 45. Hai người rất đắn đo họ nhìn nhau một hồi nhưng ông vẫn mở cửa cho vợ lên xe, bốn mắt nhìn nhau. Người vợ ăn mặc rất chỉnh tề nhưng vẫn rất đáng sợ. Người chồng mím môi hai người họ không nói với nhau một câu nào nhưng trái tim họ đã gắn liền. Rằng một Manh Manh đang ở phía trước cánh cửa thiên đường đợi họ nhưng họ không biết rằng. Có người đã ngăn cản họ 23 lần. Cũng đã thất bại 23 lần đến lần này cuối cùng họ cũng thành công cứu được toàn bộ người. Nhưng Trương Thành lại hy sinh họ cũng không giải được nỗi oan của Manh Manh. Thậm chí không một ai biết năm đó Manh Manh đã gặp phải chuyện gì nên đến nay vẫn chưa thể kết thúc. Hung thủ gây ra cái chết của Manh Manh vẫn chưa được tìm thấy. Nút thắt trong lòng bố mẹ cô vẫn chưa được cởi ra. Manh Manh sẽ cho Hạc Vân và Thi Tình một cơ hội nữa. Có lẽ đây cũng chính là lần cuối. Thật sự qua việc này có thể nhận thấy bạo lực mạng đáng sợ đến mức nào. Cô bé bị chết vì tai nạn xe nhưng bị người khác chế thành video giải trí đăng lên trên mạng câu view câu like cảo. Hơn nữa tất cả bình luận đều đang mắng chửi cô. Cười nhạo báng bổ bảo cô bé rất đáng chết còn nói tại cô nên tài xế mới bị đuổi việc. Những người này còn đáng sợ hơn Đào Ánh Hồng rất nhiều lần. Nếu như người nhà của cô bé xem được video này sẽ nghĩ như thế nào? Và đáp án của câu hỏi đó đã được vợ chồng Đào Ánh Hồng nói cho tất cả người xem biết đó là họ sẽ cho tất cả mọi người chết trong vụ nổ. Hạc Vân và Thi Tình chỉ tìm kiếm những thông tin xung quanh vụ tai nạn. Kết quả xuất hiện toàn là những video như thế này. Cuối cùng hai người đã phát hiện ra sự thật. Đây chính là động cơ gây án của vợ chồng Đào Ánh Hồng. Thi Tình cảm thán nếu như hai người họ làm tốt hơn chút nữa, có lẽ Trương Thành sẽ không bị thương. Nhưng Hạc Vân nói lần này bọn họ đã cứu được tất cả những người trên xe họ không còn vòng lặp nào nữa. Lúc này Trương Thành đã không thể cấp cứu được nữa. Ông chút hơi thở cuối cùng chuyện này khiến học trò của ông là Giang Phong không thể chấp nhận nổi. Anh nhất quyết phải điều tra ra động cơ gây án của hung thủ. Nếu không có động cơ, chắc chắn họ sẽ không chế tạo bom và gây ra vụ nổ này. Trương Thành cũng không vì thế mà chết. Anh đương nhiên nghi ngờ Hạc Vân và Thi Tình. Anh thắc mắc tại sao hai người biết trên xe có bom, hơn nữa còn biết được số điện thoại của Trương Thành. Anh yêu cầu hai người phải thành thật khai báo tất cả những gì họ biết. Nhưng Hạc Vân và Thi Tình không thể nào giải thích rõ được. Chuyện vòng lặp, ngoại trừ Lưu Địch thì không một ai có thể tin. Lúc này cảnh sát bắt đầu thẩm vấn vợ chồng Đào Ánh Hồng. Hai người đều chủ động gánh hết mọi lỗi lầm. Đào Ánh Hồng nói nếu như không có hai người cảnh sát đó thì giờ này bà đã được đoàn tụ với con gái rồi. Cảnh sát có lòng phái người đi giám sát bà vậy tại sao lúc điều tra vụ án của con gái bà lại qua loa đại khái như thế? Chuyện này khiến bà vô cùng tức giận tức đến mức cơ thể co giật. Lúc này chồng bà thì đã bình tĩnh lại. Ông nói ông làm vậy là để an ủi linh hồn con gái cũng vì vậy cảnh sát bắt đầu lật lại vụ tai nạn của Manh Manh. Cảnh sát gọi tài xế xe buýt số 45 năm đó đến. Ông ta nói rằng ông không biết trên xe xảy ra chuyện gì. Do thấy cô bé gào thét gây chuyện nên ông mới mở cửa cho xuống. Camera trên xe cũng không quay lại được bất kỳ manh mối nào. Chỉ thấy cô bé điên cuồng bắt tài xế mở cửa cho xuống. Chỉ có ai ngồi quá chạm mới có biểu hiện như thế này. Nhưng kỳ lạ là lúc chuẩn bị xuống xe cô bé bỗng quay đầu lại nhìn về phía đuôi xe. Giác quan thứ 6 của Thi Tình cũng cho rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bọn họ quyết định điều tra ra chân tướng. Ngộ nhỡ đến tối bọn họ lại vào trong vòng lặp nữa thì sao, chuyện trời xui đất khiến ai có mà dè được. Họ cũng nắm được quyền chủ động để giải đáp vấn đề nhưng bây giờ cả hai đang bị giam lỏng không thể nào điều tra được. Lúc này Thi Tình nhớ đến giáo viên phụ đạo của cô. Đây cũng là giáo viên phụ đạo của Manh Manh. Có lẽ cô giáo biết được chút manh mối nào đó. Giáo viên phụ đạo vừa nhận được điện thoại đã lập tức đến bệnh viện. Lúc này trời đã tối, thời gian dành cho hai người không còn nhiều nữa. Vậy nên họ lập tức nhắc đến cái chết của Manh Manh. Ở trên xe buýt khi đó có khá nhiều học sinh. Chắc chắn bọn họ sẽ thảo luận về chuyện này nhưng giáo viên phụ đạo cho rằng chuyện này phải nói với cảnh sát. Họ không ngờ rằng lúc này Giang Phong đang đứng ngoài cửa nghe lén. Nên anh ta đã lập tức đi vào trong. Anh cũng muốn điều tra rõ chuyện này. Cứ thế bốn người lập thành một nhóm bắt đầu thảo luận. Giáo viên phụ đạo nói, năm đó trên diễn đàn của trường quả thực có rất nhiều người thảo luận về chuyện này. Nhưng vì nhà trường sợ mang tiếng xấu nên người quản lý đã khóa đề tài đó lại. Cô ấy nói thêm, Manh Manh là một cô bé khá nhút nhát. Bình thường còn không dám nói chuyện. Cũng rất ít bạn bè nhưng cô bé rất ngoan. Chắc chắn cô bé sẽ không vô cớ kiếm chuyện trên xe buýt. Giang Phong yêu cầu xem thảo luận về vụ tai nạn năm đó. Vì anh là cảnh sát nên nhà trường buộc phải cho anh xem. Thi Tình đề nghị đi cùng anh nhưng bây giờ cô đang được xếp vào diện tình nghi nên cảnh sát đang giam lỏng cô. Thi Tình xin anh ấy hãy tin cô một lần. Cô nói rằng giống như cảnh sát Trương vậy, hãy tin chúng tôi một lần. Sau khi nghe thấy tên cảnh sát Trương, Giang Phong không từ chối nữa, anh cho Thi Tình theo. Mặc dù sau đó anh sẽ bị phạt và anh chấp nhận điều đó. Rất nhanh bọn họ đã mở được diễn đàn nhưng trên đó toàn là những bình luận vui mừng khi người khác gặp nạn. Tất cả đều là bình luận nặc danh nhưng bình luận số 45 là một bình luận hiện rõ danh tính. Nội dung bình luận là cô gái trên xe ấy không bị điên. Cô ấy gặp phải biến thái nên mới thế.
Nhưng nào ngờ những kẻ thối tha trên mạng xã hội lại mắng người bình luận. Họ nói rằng cô nhìn thấy biến thái mà không giúp đỡ thì cô mới chính là hung thủ. Hạc Vân nhìn địa chỉ IP của tài khoản này, có lẽ ở đâu đó gần khu ký túc xá của trường. Vậy nên anh nhờ người quản lý kiểm tra xem bình luận này được đăng từ tòa nhà nào. Rất nhanh bọn họ đã tìm được phòng ký túc xá của chủ nhân bình luận. Nhưng vụ án này đã trôi qua rất nhiều năm, hồ sơ của ký túc xá cũng nhiều vô số kể, bọn họ tìm rất lâu cuối cùng cũng tìm ra người đó. Lúc này cô gái ấy cũng đọc được tin về vụ nổ. Cô bỗng nhiên nhớ lại vài chuyện trước kia. Nhóm điều tra sau đó cũng đến gặp cô nhưng cô vẫn tìm cách che giấu sự thật vì sợ bị bạo lực mạng. Dù là vậy, sâu thẳm trong trái tim cô vẫn muốn nói ra sự thật. Nếu như tôi nói ra, anh có thể đảm bảo tôi sẽ được an toàn tuyệt đối không? Giang Phong đáp rằng, tôi lấy nghề nghiệp của mình ra để đảm bảo với cô. Cô ấy là người nhìn thấy sự thật khi ấy có một ông chú đeo kính liên tục sàm sỡ manh manh. Ngoài ra cô còn chụp được hình của người đó. Cô bị kẻ biến thái đó phát hiện vô cùng sợ hãi nên khi xe buýt dừng trạm kế tiếp cô đã vội vàng xuống xe. Vừa dừng xe cô gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cô nói nhất định không được báo cảnh sát. Bởi vì không lâu sau tên biến thái đó sẽ được thả ra, đến lúc đó hắn sẽ đến tìm cô để báo thù. Hơn nữa mẹ còn trách cô bình thường ăn mặc hở hang. Chẳng lẽ con gái ra đường bị sàm sỡ là chuyện đương nhiên sao? Từ hôm đó cô đã định đăng hình của hung thủ lên mạng nhưng cô lại bị bạo lực mạng nên cô chỉ đành từ bỏ. Và những tấm hình đó vẫn luôn ở trong tài khoản của cô. Thi Tình mượn tài khoản đó, lần này bọn họ đã tìm được hung thủ thật sự. Thi Tình gửi hình cho Hạc Vân. Lúc này cơ thể Hạc Vân đang gặp vấn đề. Lần này anh nôn ra máu, anh nhận ra bản thân mình lúc này nữa không còn đủ sức chiến đấu để bước vào vòng lặp kế tiếp. Hai người sau khi lấy được manh mối quan trọng cũng vội quay về bệnh viện. Giang Phong bị phạt vì tự ý điều tra nhưng lần này anh đã lập được công lớn. Hạc Vân nhận ra nếu như có vòng lặp tiếp theo rất có thể anh sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, sau đó biến thành một người bình thường. Nhưng đến lúc đó anh vẫn muốn hết lòng giúp đỡ Thi Tình như lần đầu hai người gặp mặt. Vậy nên anh đem từng bước kế hoạch nói cho Thi Tình nghe. Thi Tình vô cùng tự tin với kế hoạch này. Lúc này sắc mặt của Hạc Vân vô cùng nhợt nhạt. Anh nói một mình Thi Tình cũng có thể hoàn thành những chuyện này, nếu như cô phải chiến đấu một mình thì anh mong cô nhất định phải ra khỏi vòng lặp. Thi Tình cũng hiểu ra, mắt cô rơm rớm ngấn lệ. Nếu như ngày hôm sau thức giấc phát hiện ra họ không tiến vào vòng lặp, hơn nữa họ không còn nhớ gì hết thì phải làm sao? Hạc Vân nói dù sao anh cũng không quên Thi Tình. Đến lúc đó anh sẽ lại tới tìm cô. Sau đó anh sẽ lại nói rằng xin chào, anh là Tiêu Hạc Vân. Lúc này Hạc Vân không thể kìm lòng được nữa, anh bày tỏ tình cảm của mình với Thi Tình. Hai người từ đây mà cũng trở thành người yêu của nhau. Trên đường về đồn cảnh sát, cả hai nắm lấy tay nhau, sau đó nhắm mắt lại. Lần này bọn họ không hề dùng thuốc melatonin nhưng họ vẫn có thể ngủ ngon lành. Vì có lẽ họ đã quá mệt mỏi cái nhân sinh này rồi. Họ có niềm tin chắc chắn rằng lần này họ sẽ làm được và bắt buộc phải làm được. Hai người mang theo tất cả đáp án trở lại trên chiếc xe buýt số 45. Nhưng khi Thi Tình tỉnh lại, cô phát hiện ra Hạc Vân đã ngất đi, có gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Bây giờ Thi Tình chỉ có thể chiến đấu một mình, tự lực mà kháng sinh. Cô nhớ lại từng bước trong kế hoạch. Đầu tiên là chụp lại hình của Đào Ánh Hồng, sau đó gửi tin nhắn cho Trương Thành. Trương Thành đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức huy động lực lượng cảnh sát lên đường. Thi Tình viết chữ nhờ giúp đỡ trên điện thoại, sau đó đưa cho ông chú trên xe. Ông chú lập tức tin và tiếp theo đó chính là chờ Lưu Địch lên xe, sau đó nhờ Lưu Địch giúp đỡ. Lúc này Trương Thành cũng báo cho Thi Tình biết bọn họ đang đến cầu. Đến khi Lưu Địch lên xe, Thi Tình bèn cho anh đọc tin nhắn, sau đó nói ra biệt danh để triệu hoán anh. Anh chính là người được ánh sáng của Chúa Wibu lựa chọn. Không cần quan tâm tại sao tôi biết chuyện này, nhưng bây giờ anh chính là người được chọn. Đúng là người đẹp làm gì cũng thuận lợi. Lưu Địch không còn chần chừ như trước mà lập tức đồng ý. Bọn họ lập tức bao vây Đào Ánh Hồng, lại thành công giành được quả bom. Lúc này tất cả những hành khách đều ra tay giúp đỡ, cướp lấy con dao găm của bà ta. Anh chàng lần trước quay video trên xe thấy bà bị cướp mất dao cũng vội lao đến ôm chặt chân bà. Chồng bà ta thấy vợ mình bị mọi người khống chế, ông lập tức phanh gấp xe khiến mọi người ngã ra xa. Đào Ánh Hồng thấy vậy nhân cơ hội xông đến chỗ Lưu Địch. Lúc này Hạc Vân cũng tỉnh lại, anh liền ôm chặt lấy Đào Ánh Hồng. Anh chàng cơ bắp lực lưỡng trên xe chỉ biết ngồi im quan sát vào những lần hồi quy trước, nhưng lần này đã ra tay giúp đỡ. Như vậy Đào Ánh Hồng đã hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Tài xế chồng của bà vẫn như lần trước đạp mạnh chân ga lao về phía trước, sau đó đâm thẳng vào xe cảnh sát. Giang Phong ở đằng sau kèm sát xe buýt không cho nó nhúc nhích. Trương Thành rút súng ra, ông ta thấy xe không đi được bèn đi xuống giành lấy quả bom. Còn muốn một mình cân hết chục thằng, nhưng những người trên xe thì cứ như bù nhìn lặng lẽ cho đời trôi qua. Ở Việt Nam là ông này ổng tới công chuyện rồi. Rất nhanh bác Tài đã cướp được quả bom, vào lúc ông chuẩn bị kích nổ quả bom thì Thi Tình lấy ra con át chủ bài ra. Cô nói rằng mình quen Manh Manh, sau đó cho ông xem hình của hung thủ. Bác Tài nhìn thấy hung thủ hại chết Manh Manh, ông không vội tự vẫn nữa. Thi Tình nói với ông ấy rằng Manh Manh xuống xe là vì gặp phải biến thái. Lúc này Trương Thành cũng đứng ra. Ông lấy danh dự của một người cảnh sát để thề ông nhất định phải tìm ra tên biến thái đeo kính đó. Ngay sau đó Hạc Vân tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ hai người, làm vậy tên lưu manh đó càng cảm thấy vui. Vì hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tại sao hai người lại phải tìm cái chết? Bây giờ điều hai người phải làm là cùng chúng tôi hé lộ sự thật và phải sống tiếp, vì Manh Manh vẫn còn ở đó dõi theo hai người và cần cho cô bé chứng kiến cảnh tên lưu manh kia bị trừng phạt. Vân Hạc nhìn đồng hồ, lúc này chỉ còn lại hơn 40 giây. Cuối cùng ông ấy cũng đã thông não và bị cảm hóa. Đào Ánh Hồng không còn gào thét nữa mà cảm thấy rất thanh thản. Lúc này Trương Thành chậm chậm đón trái bom trong tay bác Tài.
ông và Giang Phong cùng nhau chạy về phía sông. Kịch bản đẹp và nó đã xảy ra, mọi thứ đều hoàn hảo. Trái bom phát nổ dưới dòng sông. Nhờ vào sự dũng cảm reset tận chục lần và giờ họ đã cứu được tất cả mọi người trên xe chuyến xe định mệnh này. Vợ chồng Đào Ánh Hồng cũng bị còng số 8 siết tay lại lúc bị đưa lên xe cảnh sát. Hai người mãn nguyện nhìn nhau cười. Đào Ánh Hồng cũng nhìn thấy con gái mình. Cuối cùng Hạc Vân và Thi Tình đã trả lại sự trong sạch cho Manh Manh. Hai người ôm lấy nhau. Đến tối Trương Thành bất ngờ đến gặp hai người để hỏi chuyện. Không ai biết rằng ông ấy cũng vào trong vòng lặp. Bởi vì lúc đó ông cũng ngỏm cùng lúc với Hạc Vân. Khi Hạc Vân và Thi Tình rời đi, Trương Thành còn đứng nhìn bọn họ nghĩ điều gì đó. Đến ngày hôm sau, khi hai người thức giấc thời gian đã không còn quay lại chuyến xe định mệnh đó nữa. Cuối cùng hai người cũng thay một bộ đồ mới. Bọn họ được nhà nước tổ chức một buổi tuyên dương về lòng dũng cảm. Hạc Vân và Thi Tình mặc áo màu trắng kết hợp với nền màu đỏ trông rất là xứng đôi vừa lứa. Anh đẹp trai còn em thì đẹp gái mình đến với nhau thì có gì là sai. Ông chú nông dân nhận được giấy khen. Cha của Manh Manh cũng gặp được tên biến thái năm đó ở trong tù. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo của hắn sẽ tới câu chuyện với ông ấy. Ông lão mang dưa đã tìm được nơi làm việc của con trai. Bọn họ cùng nhau ăn dưa từ quê mang lên. Lưu Địch thì cũng được bố mẹ thông cảm cho sự nghiệp làm ngài quý bửu của anh ta. Anh chàng cứ sở hở là cầm điện thoại quay phim trên xe, trở thành một vlogger nổi tiếng. Hạc Vân và Thi Tình đến nghĩa trang thăm Manh Manh, cảm ơn Manh Manh đã cho họ cơ hội gặp nhau. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nếu có duyên dù xa cách hay nhau có trắc trở thì đích đến vẫn là hạnh phúc. Cuộc sống này chỉ cần bạn tử tế thì vũ trụ sẽ không bỏ rơi bạn. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.